Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong hành trình khám phá bí ẩn của lịch sử thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, rừng Amazon rộng lớn luôn ẩn chứa những điều bí ẩn chưa được khám phá. Vô số điều kỳ lạ bao trùm mọi thứ ở nơi đây, từ thiên nhiên đến những sinh vật bí ẩn và quý hiếm nhất. Trong đó, ẩn dưới những tán cây rộng lớn đầy âm u của khu rừng này lại là những lời nguyền lẫn truyền thuyết về loài ma chó. Càng gây chấn động hơn khi vào hồi tháng 5 vừa rồi, những hình ảnh về loài vật bí ẩn này đã được ghi lại, mở ra nhiều hướng nghiên cứu về chúng đối với các nhà khoa học. Vậy cụ thể sự việc này ra sao? Có hay không sự tồn tại của loài sinh vật được cho là bí ẩn nhất rừng rậm Amazon này? Tất cả sẽ được hé lộ trong video ngay sau đây. Truyền thuyết ma chó. Ẩn sâu trong rừng mưa Amazon có loài động vật vô cùng đáng sợ mang tên ma chó, bổn mạng của Amazon. Tương truyền nếu nhìn vào mắt của ma chó thì trong vòng một năm người đó sẽ qua đời. Nó được cho là hung tinh báo hiệu sự chết chóc. Ma chó là một sinh vật màu đen, lông xù xì, to lớn, đôi mắt to có thể phát sáng trong đêm tối. Ngoài ra chúng còn có thể tàng hình và thay đổi hình dạng. Như ở vùng trọt mùa, người ta nói rằng ma chó chính là hồn ma của tên điền chủ ác độc Cabell, người đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ để được giàu có. Khi gã chết đi, vì mong muốn không ai đụng vào gia tài của mình nên đã hóa thành bóng ma chó đen để bảo vệ của cải. Một ngày nọ, bầu trời đen kịch, từ giữa cơn bão, một con chó đen đột ngột xuất hiện. Nó chạy về phía nhà thờ khiến cho tất cả giáo dân hoảng loạn và bỏ chạy. Nó lao vào hai người đang quỳ nguyện cầu, giết chết họ gần như ngay lập tức và làm cho một người khác cô gấp vì lưỡi thiêu. Những bóng ma chó đen còn được đồn đại rằng chúng cũng hay viếng thăm những nơi rất đặc biệt như là pháp trường hoặc là những khu nghĩa địa. Người ta thường nhìn nó như một linh hồn trừng phạt những tội ác. Sự thật là gì? Dù có vô số giả thuyết được đưa ra, nhưng đó chỉ là một loại chó. Ma chó là chó tai ngắn, là loài duy nhất của chi Atelocynus và chúng chỉ tồn tại trong những cánh rừng nhiệt đới ở khu vực Amazon. Chúng cực hiếm, đến nỗi mọi hình ảnh của chúng từ trước giờ đều không lộ diện. Các nhà nghiên cứu đã phải sử dụng bẫy ảnh thì hình ảnh ma chó mới được chụp lại. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, 50 nhà nghiên cứu đã bước đầu thu thập được những thông tin quý giá về loài vật này bằng cách phân tích dữ liệu lấy từ một mạng lưới rộng lớn các bẫy camera, bằng cách lập bản đồ phạm vi phân bố của loài và xác định môi trường sống ưa thích của chúng. Dù chưa bao giờ gặp trực tiếp những sinh vật này, song các nhà khoa học hy vọng họ có thể bảo vệ chúng khỏi sự tuyệt chủng. Ngoài ra, những nghiên cứu này cũng loại bỏ những sinh vật ra khỏi sự bí ẩn bấy lâu nay. Daniel Roja, một sinh viên tốt nghiệp Đại học California Davis, tác giả của chính nghiên cứu này, bắt đầu quan tâm đến loài chó tai ngắn này vào năm 2015 khi anh đang làm việc tại khu vực phía nam rừng Amazon. Roca và các đồng nghiệp đã đặt 7 camera để nghiên cứu cộng đồng các loài động vật có vú ở địa phương. Khi xem qua hình ảnh những chú chó xuất hiện trong đoạn phim, anh nói, với đôi tai nhọn và đôi lông mày nhíu lại, chúng gần như rất ngạc nhiên khi bắt gặp mình trên máy ảnh. Loài chó này là một bí ẩn, ngay cả những người dân địa phương hay đi lại trong rừng Amazon cũng rất hiếm khi thấy những chú chó tai ngắn này. Thậm chí như Troca, người đã dành nhiều năm dẫn dắt nghiên cứu này, cho hay là chưa bao giờ nhìn thấy loài chó này trong rừng. May mắn hơn, Carlos Perez, một giáo sư sinh thái học tại Đại học S. Angela, người cũng có những đóng góp cho nghiên cứu đã làm việc tại Amazon trong gần 40 năm, nói rằng lần nhìn thấy loài chó này của ông là từ rất xa và kéo dài trong khoảng 20 giây. Đó là một chú chó tai ngắn đuổi một con chuột gai vào một khúc gỗ rỗng. Tiến sĩ Perez cho biết những con chó tai ngắn chỉ thích sống ở trong rừng Amazon, hầu hết đều đơn độc và là loài thích nghi tốt với rừng mưa nhiệt đới. Chúng cảm thấy thoải mái nhất khi đi loanh quanh trong rừng, cách nơi xa có bóng dáng và bước chân con người. Trong khi đó, rất nhiều loài thuộc canis chi chó, từ chó sói đến chó hoang châu Phi, thích săn bắt theo bầy đàn và chuộng môi trường sống rộng mở hơn như trên lãnh nguyên hoặc là đồng cỏ. Theo Roca thì vì sự bí ẩn này mà chó tai ngắn là loại ít được nghiên cứu nhất trên thế giới. Chúng ta không biết nhiều về cuộc sống cũng như là chiến lược sinh sản của chúng hoặc có bao nhiêu trong số chúng đang tồn tại. Thậm chí là chúng ta không thực sự biết những gì chúng ăn, mặc dù các nghiên cứu cho thấy chúng rất thích cá, động vật có vú nhỏ và trái cây. Renata Leti Pittman, người có một phần đóng góp cho nghiên cứu và là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn rừng Đại Tây Dương, cũng từng có một chú chó tai ngắn và nuôi với chó nhà. Cô và trợ lý của mình, Emeterio Dudonka Sencia,
đã huấn luyện chú chó đi trên dây xích và ghi chú cẩn thận về những gì chú chó đánh hơi, ăn uống và tránh. Cô cũng theo dõi sinh hoạt của một số chú chó với vòng cổ radio. Các nghiên cứu của Roca phát hiện loài chó bí ẩn có ở 5 quốc gia vùng Amazon. Chúng cũng có vẻ như là tập trung ở khu vực giáp phía tây của dãy Andes, phía bắc của sông Amazon và phía nam đông của rừng mưa nhiệt đới. Loài chó tay ngắn này đang bị đe dọa bởi tình trạng chặt phá rừng ở Amazon. Nhóm các chuyên gia cũng nhận định rằng môi trường sống của chúng có thể mất đến 30% vào năm 2027 nếu như tốc độ chặt phá rừng vẫn tiếp tục như hiện nay. Roca lo ngại rằng còn không biết bao nhiêu loài bí ẩn như vậy đang sống trong rừng mưa nhiệt đới Amazon và một trong số chúng cũng đang bị đe dọa tương tự như loài chó tai sao này. Nếu chúng ta không biết, không quan tâm thì cũng sẽ không biết mình đang mất gì. Là khu rừng rậm nhiệt đới và bí ẩn nhất trên thế giới, Amazon là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật, thực vật bí hiểm và luôn kích thích trí tò mò của những người ưa khám phá. Vậy ngoài truyền thuyết khó tin về ma chó, thì rừng Amazon còn ẩn giấu những bí mật nào nữa hay không? Trong phần sau của video, hãy cùng Lịch sử Thế giới đi dạo qua những bóng cây già và tìm hiểu những truyền thuyết kỳ lạ về động thực vật trong khu rừng đầy những câu chuyện rùng rợn này nhé! Thứ nhì là El Tunchi, linh hồn bảo vệ rừng già. Nếu như người Á Đông có truyền thuyết về những vị thần rừng, thì với thổ dân Amazon lại tôn thờ kinh sợ El Tunchi, linh hồn của rừng núi. Trong truyền thuyết El Tunchi, không hình không dáng, đó là linh hồn của những người đã qua đời trong rừng rậm. El Tunchi bảo vệ rừng núi và sẽ trừng phạt tất cả những ai có ý định phá hoại rừng. Người ta kể rằng El Tunchi hiện diện bằng những tiếng huýt sáo liên tục và to dần, chỉ xuất hiện ở nơi có kẻ phá hoại rừng mà thôi. Nếu những kẻ này huýt sáo bắt chước lại, El Tunchi sẽ xuất hiện và giết chết chúng. Thứ hai là El Kulakaki, người giám hộ rừng tinh ranh. Giống như El Tunchi, El Chulakaki được thổ dân Amazon gọi là người giám hộ rừng. Trong truyền thuyết thì El Chulakaki là một người nông dân lùn, hình dạng giống với tiểu yêu nhỏ bé và khá tinh nghịch. Trong một số tài liệu ghi lại, El Chulakaki có chân giống với chân nai. El Chulakaki rất thích chơi đùa với người đi rừng. Ông hay dẫn dụ mọi người vào rừng sâu rồi bỏ họ lại, khiến họ bị lạc và không thể thoát ra. Thậm chí El Chulakaki còn đóng giả người chỉ đường để đánh lừa những người đi rừng, gây ra biết bao tình huống dở khóc dở cười. Thứ ba là La Lubuna, loài cây biết nguyền rủa. La Lubuna là tên gọi của những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế mà La Lubuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây như là tiểu vào gốc cây đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng để hãm hại một người chỉ cần vứt quần áo đồ đạc của người ấy vào gốc cây. Bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lubuna cả. Không những vậy, nhiều cây của La Lubuna còn chứa chất kịch độc, chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược. Thứ tư là Bufio Colorado, cá heo hồng biết biến hình đi hãm hại các cô gái. Không chỉ thực vật mà những loài động vật cư trú ở trong rừng Amazon cũng mang nhiều truyền thuyết kỳ bí, hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng. Trong thổ ngữ Amazon, cá heo hồng được gọi là Bufio Colorado. Xung quanh Bufio Colorado có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó thì Bufio Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai quyến rũ. Anh ta sử dụng vẻ ngoài đó để dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ tình dục với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai và đẻ ra một con cá heo màu hồng. Cách duy nhất để bóc trần Bufio Colorado đó là lừa và để anh ta ngã từ trên cao xuống đất. Khi đó thì Bufio Colorado sẽ hiện nguyên hình là một con cá heo hồng và không thể làm hại các cô gái nữa. Thứ năm là La Tantula, chim tạo bùa yêu. Sống ven bờ sông trung tâm Guatemala và phía bắc Brazil, loài phạt nhiệt đới có đôi chân dài La Tantula được mệnh danh là chim phù thủy. Sở dĩ như vậy vì xương chân của La Tantula có thể sử dụng làm bùa yêu. Cụ thể, để khai thác sức mạnh của loài vật này, người ta sẽ giết chúng, chôn dưới đất tới khi nào thịt mục nát và bị phân hủy hết. Sau đó, xương chân bên phải của loài này được lấy lên, vậy là đã có một chiếc bùa yêu hoàn chỉnh. Người sở hữu bùa yêu La Tantula sẽ bách chiến bách thắng trong tình trường. Vì cấu trúc xương rỗng nên khi được đào lên, người ta sẽ dùng xương chân này làm ống nhòm và nhìn vào đối tượng mình hướng tới. Sau đó về nhà và ẩn mình 12 đời đồng hồ và không gặp được ai, chắc chắn là bạn sẽ giành được con tim của người ấy. Ngược lại, nếu sử dụng xương chân trái của La Tantula và lặp lại quy trình tương tự, người bị nạn nhìn sẽ gặp phải những điều không may mắn trong tình yêu. Thứ sáu là Birakuru, chàng chiến binh ngỗ ngược bán bộ các vị thần.
Bidaruku là tên một loài cá nước ngọt sống ở khu vực Amazon với kích thước khổng lồ. Theo thổ dân địa phương thì Bidaruku từng là một chiến binh của bộ lạc Uasik tới từ Tây Nam Amazon. Trong truyền thuyết thì Bidaruku là một chiến binh khỏe mạnh và chiến đấu vô cùng dũng cảm. Nhưng cậy mình là con trai của tộc trưởng nên Bidaruku từng hay tự hào về bản thân mình quá. Đôi lúc hành xử khá vô lý, Bidaruku chỉ trích các vị thần không giúp gì cho bộ tộc và tuyên bố sẽ trị vì ngôi làng của mình mà không phải thờ cúng các vị thần. Hậu quả của sự bắn bổ là Tuba, vị thần tối cao, đã ra lệnh cho các vị thần giữ quyền trừng phạt Bidaruku. Họ đã tạo ra một trận bão lớn khiến cho dân làng bỏ chạy toán loạn. Chỉ riêng Bidaruku khi đó đang câu cá vẫn ngạo nghễ cười, không quan tâm đến trận bão. Ngay sau đó anh ta bị một tia sét đánh trúng, rơi xuống sông Tocantins và hóa thành một con cá khổng lồ đáng sợ. Thứ bảy là những con trăn khổng lồ. Loài trăn lớn nhất trên thế giới là loài anaconda xanh, sống ở đầm lầy và suối ở Amazon. Chúng có thể phát triển dài tới 29 feet và nặng tới 550 pound. Đánh bại loài họ hàng của chúng là loài trăn có lưới, có nguồn gốc từ Nam và Đông Nam Á, đã trở thành loài thống trị thế giới bò sát. Anaconda phần lớn dành thời gian trong nước, mắt và mũi của chúng được đặt trên đỉnh đầu để chúng theo dõi con mồi trong khi gần như hoàn toàn dưới nước. Chúng bắt lần trường chim và thậm chí là báo đốm, siết chặt con mồi cho đến khi chúng chết ngạt và nuốt trọn con mồi. Anaconda có thể sống đến hàng tháng mà không cần thức ăn sau khi đánh chén một con mồi lớn. Thứ 8 là Suhogan, lưới tơ kết dính. Thế giới hoang dã kỳ lạ ở Amazon không chỉ bao gồm những con vật khổng lồ. Trong thập kỷ qua, các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra những gì đang xây dựng các cấu trúc lụa nhỏ ở Tambubata, Peru. Mỗi cấu trúc có một vòng cột trụ nối với nhau bằng những sợi ngang tạo thành một hàng rào, ở giữa là hình nón. Sau khi thu thập và quan sát nhiều mẫu vật, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã bắt đầu thấy những con nhện nở ra khỏi cấu trúc ở giữa. Kết quả khi thấy được những con nhện chui ra thật mỹ mãn, nhưng mà các nhà khoa học không biết liệu có phải những con nhện này đã xây dựng nên cấu trúc này hay không. Trên thực tế không có con nhện nào được phát hiện, chỉ đẻ một quả trứng trong túi trứng. Hầu hết các con nhện giữ một bó trứng trên mạng riêng để bảo vệ cho đến khi chúng nở. Với số lượng động thực vật vô cùng phong phú, thế nhưng vào 8 tháng đầu năm ngoái, Amazon đã phải chứng kiến vụ cháy có thể xếp vào hàng thảm họa hàng đầu của nhân loại. Khi lá phổi xanh của thế giới đang bốc cháy, thì câu hỏi được đặt ra là không biết liệu rằng con người có còn cơ hội lý giải những bí ẩn của khu rừng trong tương lai nữa hay không, hay tất cả sẽ mãi là bí ẩn? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào ý thức của chính chúng ta. Và những bí ẩn trong rừng rậm Amazon cũng đã khép lại video của Lịch sử Thế giới tại đây. Hy vọng video vừa rồi đã cung cấp những thông tin bổ ích và thú vị cho các bạn. Chúng tôi biết các bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng Lịch sử Thế giới chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để các bạn khám phá thế giới này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.